Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin trò chuyện với Thánh Giác Hành trước giờ nhận giấy triệu tập lần thứ ba. Người chủ quán bún bò có tên là ba cô gái ở Đà Nẵng không bao giờ tin nổi mình có một cuộc đoạn đời kỳ lạ đến như ngày hôm nay. Anh nói giờ thì không chỉ phải phục vụ một số lượng khách đông bất ngờ so với mấy ngày trước đây, mà còn phải làm việc với công an về những giấy triệu tập mà anh hoàn toàn không biết mình có vai trò gì trong cuộc điều tra như thông báo. Dân ở Đà Nẵng bàn tán và nhắn cho nhau số 21/1 đường Ông Ích Khiêm, nơi có quán bún bò Huế lừng danh một cách bất đắc dĩ này, để xem mặt ông chủ Bùi Tuấn Lâm, hay còn gọi là Peter Lâm Bùi, cách gọi của bạn bè anh như vậy. Đây là hình ảnh ông chủ Bùi Tuấn Lâm bên quán bún bò ba cô gái ở Đà Nẵng và chương trình thiện nguyện bữa ăn không đồng phục vụ người nghèo. Nói với tờ báo Sài Gòn Nhỏ, anh Lâm nói sau một vài ngày khi câu chuyện của anh lan rộng trên mạng, khách đến ăn tăng đột nhiên bất ngờ. Ngày thường thì đến trưa mới hết hàng, rồi tôi cùng gia đình dọn dẹp. Nhưng vài ngày sau sự kiện Giác Hành của tôi, khách đến rất đông. Mọi người rất thân thiện và chào tôi như quen từ trước. Có những người lại vỗ vai tôi, nói cố lên. Có người nói sẽ luôn ủng hộ tôi với tình trạng hiện nay. Bối rối hơn, lại có những người đến xin chụp ảnh chung và nói rất vui được biết mình làm cho mình bối rối lắm. Anh Bùi đã cười và nói như vậy. Anh Lâm được những người hài hước trên trang mạng Facebook gọi là Thánh Giác Hành, do anh có lối phục vụ thực khách vui nhộn. Qua việc nhại lại động tác của tay đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ Nukres Koker khi rắc muối lên món thịt bò đắt tiền mà cả thế giới đều biết đến ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chi cho bữa tiệc đến hơn 1.000 đô la để ăn một món bò. Anh Lâm Giác Hành như một động tác cuối cùng để mang tô bún đến thực khách và chúc ăn ngon. Anh Lâm không chỉ là một lần mà nhiều lần như vậy trong ngày, bao gồm cả khi anh gửi tặng những phần ăn miễn phí cho người nghèo tìm đến anh. Quán bún bò Huế ba cô gái được biết mỗi ngày đều tặng cho những người nghèo, người già trong vùng quá bước trong chương trình của gia đình anh tạo ra gọi là Chủ Nhật Yêu Thương. Có những ngày khó khăn, tôi gửi đến 50-70 phần nhưng vẫn không xuể, anh Lâm kể. Quán của Thánh Giác Hành bán buôn như vậy thì không thể nào làm giàu, nhưng gia đình anh Lâm vui với điều đó. Vợ anh, chị Thanh Lâm và ba đứa con gái nhỏ đều tự hào và vui với những gì gia đình mình sống và cho đi như vậy. Họ giàu có theo một cách khác. Trước năm 2021, anh Lâm mở quán gà rán Đệ Độ Nhật. Thế nhưng dịch bệnh bùng phát, sau một thời gian dài quay lại, anh Lâm lại khai trương món bún bò Huế và câu chuyện của anh lại trôi nổi theo chuyện khác, đó là Thánh Giác Muối Nukres Koker, biệt danh là Giết Bề. Đây là hình ảnh hàng loạt trang báo quốc tế đăng video và hình ảnh về Thánh Giác Hành Peter Lâm Bùi bị triệu tập sau khi làm video nhại Thánh Giác Muối với bữa tiệc đắt đỏ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại London. Vào ngày 5 tháng 11, một đoạn video được tung ra mà theo đó giới thạo tin cho biết đó là các vị lãnh đạo cấp cao của Công an Việt Nam đến thưởng thức món bò đắt đỏ thuộc hàng đầu thế giới được dát vàng. Tờ báo Daily Mail thì giật tít như sau. Quan chức Cộng sản Việt Nam bị bắt quả tang được đút thịt bò dát vàng với giá 1.450 bảng ở quán Giết Bề tại London. Gần như khắp thế giới đều đưa tin, dư luận trên mạng của Việt Nam rộn ràng. Từ những bài phân tích, một phía nói rằng đó là video cắt ghép của thế lực thù địch với nhà nước Việt Nam và với bản thân ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhân vật chính trong video. Thế nhưng, tiếc là khoảng 1.000 tờ báo, truyền hình của nhà nước lại hoàn toàn im lặng, không nói gì, khiến dư luận lại càng nhiều hơn với đủ các loại bình luận khác nhau. 5 ngày sau, anh Lâm giới thiệu video Giác Hành của mình với mục đích vui nhộn và giúp tăng thêm khách đến ăn, anh nhận được giấy triệu tập lên làm việc với công an. Trên trang Facebook của mình, anh Lâm cùng vợ có ghi lại cảnh trao đổi với hai người công an, mà về sau sự căng thẳng ngày càng tăng. Anh Lâm chỉ yêu cầu là giấy triệu tập cần có đủ nội dung rõ ràng để anh biết anh là kẻ tình nghi phạm tội hay là đến với tư cách nhân chứng giúp đỡ thêm cho một cuộc điều tra. Thế nhưng công an đã từ chối, nói là họ không thể tiết lộ bí mật của công việc. Cơ quan công an cần phải nói rõ là tôi đang bị triệu tập cụ thể về việc gì
việc triệu tập một công dân mà chỉ nói chung chung là phục vụ công tác điều tra thì không thể được. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm ngồi bìa bên phải được hai sĩ quan công an đến tận nhà buộc phải ký vào giấy triệu tập sau khi làm video bắt chước thánh rắc mối giết bề đút miếng thịt bò rắc vàng cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn. Tôi không chống đối gì hết, nhưng một cơ quan pháp luật cần thể hiện việc thượng tôn pháp luật, anh Lâm nói. Tôi cũng tham khảo nhiều luật sư của bạn bè, tất cả mọi người đều nói rằng công an làm chưa đúng. Luật sư dặn việc đòi hỏi là đúng quyền của mình trong luật pháp quy định, còn phần họ có bắt chấp hay không thì mình không thể đoán được. Trên thực tế, anh Lâm biết bản video giác hành của anh bùng lên ngẫu nhiên trong lúc này chỉ khiến công an khó chịu thêm về cách từ chối lệnh triệu tập của anh. Chứ thật ra, chuyện còn nhiều nguyên nhân được đồn đoán khác nhau. Rất nhiều người biết đến cái tên Peter Lâm Bùi vào giai đoạn đầu những năm 2010-2015 trong các phong trào phản đối Trung Quốc, xâm lược và giết hại ngư dân Việt Nam. Đặc biệt vào năm 2014, khi Bắc Kinh đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông, lấn vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Peter Lâm Bùi là một cái tên xuất hiện trên nhiều tin tức về người yêu nước Việt Nam xuống đường, kêu gọi bảo vệ chủ quyền đất nước. Sau đó, anh Lâm lập gia đình và chuyển sang hoạt động làm từ thiện. Tin cho hay, một trong những nhánh điều tra từ Công an Hà Nội về chị Nguyễn Thúy Hạnh là muốn tìm hiểu về Peter Lâm Bùi, xem có phải là anh từng nhận chuyển tiền giúp cho ai từ quỹ 50K của chị Nguyễn Thúy Hạnh hay không. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập quỹ 50K để ủng hộ các tù nhân lương tâm Việt Nam. Hiện bà Hạnh đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Chị Hạnh, người sáng lập do quỹ 50K và là người vận động phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình, người đã bị sát hại ở làng Đồng Tâm về một vụ tranh chấp đất đai. Chị Hạnh vẫn bị giam giữ để điều tra ở Hà Nội từ đầu tháng 4 năm 2021, mà theo ngôn luận nhà nước từng phát đi trên truyền hình là chị Nguyễn Thúy Hạnh tài trợ cho khủng bố. Với tôi, chị Nguyễn Thúy Hạnh là một người đáng kính trọng. Những việc làm của chị ấy không có gì sai cả. Và giả như lúc này tôi nhận được nguồn tiền từ quỹ của chị Hạnh để nhờ gửi giúp đỡ cho những ai khó khăn, thì tôi cũng sẽ không từ chối. Việc làm đó không có gì gọi là sai với pháp luật cả, anh Peter Lâm Bùi đã nói. Theo luật pháp của Việt Nam, khi nhận được giấy triệu tập lần thứ 3 thì cơ quan an ninh có quyền cưỡng chế, tức là bắt mình mang đi. Tôi cũng không rõ trong giấy triệu tập lần thứ 3 này công an có ghi rõ là muốn làm việc với tôi về việc gì hay không. Tuy nhiên, một khi họ đã quyết cưỡng chế, bắt đi thì tôi không thể đòi hỏi được gì lúc đó, anh Lâm nói. Tôi thấy mình không có gì để lo ngại và chờ đón sự việc sẽ đến. Dẫu ra sao, chỉ xin tất cả anh chị em đã biết tôi, xin hãy dành chút thời gian chia sẻ với vợ con tôi nếu tôi không còn được tự do. Anh Lâm ngừng một chút, rồi nói nhanh như vậy. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm mặc áo đen của phong trào NoU đi biểu tình phản đối Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam. Lúc này, một số người quan tâm đến trường hợp của anh Peter Lâm Bùi có vẻ nhiều hơn mức bình thường. Quán bún của anh chỉ tạm nghỉ 2 ngày 19 và 20 tháng 11, nhưng dân mạng lập tức nhắn với nhau rằng không hiểu vì sao quán của anh lại đóng cửa. Tôi cảm thấy mệt mỏi nên tạm nghỉ 2 ngày rồi sẽ bán lại, không có gì đâu, anh Lâm đã giải thích khi có thực khách nhắn hỏi với vẻ lo lắng. Ở Việt Nam, lâu nay, những người từng xuống đường chống Trung Quốc hoặc tham gia các hoạt động xã hội dân sự luôn kề sát về các kinh nghiệm cho biết rằng cuộc đời của họ thường không bình yên sau khi đã hành động với lẽ phải và sự thật. Công an địa phương thường phục lẫn không thường phục thường xuyên quấy rầy những người như vậy. Và có những người đã chọn cuộc sống im lặng để chăm sóc gia đình, nhưng họ vẫn không nhận được sự đối đãi đúng mức như đối với một công dân bình thường. Việc chứng nhận giấy tờ, xin cho con đi học, thuê nhà, v.v. luôn luôn gặp trở ngại với những ánh mắt xem họ như là một thế lực thù địch. Câu chuyện của anh Peter Lâm Bùi có vẻ tiềm ẩn những rắc rối, nhiều hơn là hình ảnh vui vẻ, thánh giác hành mà mọi người đang nghĩ. Đôi khi, chọn sống đúng với pháp luật và lương tâm cũng chưa hẳn là cách tốt nhất để tồn tại ở Việt Nam, như anh Lâm cùng gia đình tin và hy vọng. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ thuốc giả có lợi ích nhóm
thao túng sức khỏe nhân dân. Tin Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố và nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị kỷ luật liên quan đến việc cấp phép lưu hành thuốc giả đang hâm nóng mạng xã hội. Ông Trương Quốc Cường vào hôm 3 tháng 11 đã bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi cho phép nhập khẩu và tiêu thụ từ Việt Nam 7 loại thuốc giả nhãn mác trong thời gian ông giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược. Cùng khoảng thời gian này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, người đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm Bí thư Đảng ủy trong thời gian xảy ra sai phạm thuốc giả. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam. Đo lường tác hại của thuốc giả có lẽ là một trong những thách thức lớn nhất, không những liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân và người bệnh, mà còn là y đức của thầy thuốc. Từ vụ thuốc giả đến nghi vấn lợi ích nhóm, chuyện gì đã xảy ra ở Bộ Y tế đến như vậy? Nhiều người cũng không khỏi bất ngờ khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 4 tháng 11 thông báo kết luận kỷ luật về mặt đảng các tập thể cá nhân tại Bộ Y tế, trong đó có cả những người đang giữ những trọng trách chống dịch. Trong 10 năm qua, ngành y tế đã xảy ra một số việc gây bức xúc kéo dài trong dư luận. Trong số này, nổi cộm là vụ án thuốc giả khi Cục Quản lý Dược và các cán bộ, nhân viên có liên quan đã cấp số đăng ký lưu hành nhiều loại tân dược giả nguồn gốc, xuất xứ mang nhãn hiệu HIT 2000 và Helix Canada để lọt các thuốc giả này vào danh sách danh mục chữa bệnh của bệnh viện và quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả nhiều tỷ đồng. Ông Trương Quốc Cường đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký đối với 7 loại thuốc giả nhãn mác của công ty HIT 2000 được đăng ký nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá lên tới 151 tỷ đồng. Cụ thể, theo kết quả đấu thầu của các bệnh viện trung ương và sở y tế các tỉnh thành, riêng năm 2013, Việt Nam Pharma và các công ty liên quan đã trúng thầu nhiều tỷ đồng để cung cấp thuốc do HIT 2000 sản xuất vào các bệnh viện. Đây là hình ảnh ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Điều đáng nói là sau khi các thuốc đã trúng thầu và được sử dụng tại các bệnh viện từ năm 2013, thì mãi đến ngày 13 tháng 11 năm 2014, Cục Quản lý Dược mới có công văn gửi Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính cho biết Cục Quản lý Dược đang gửi văn thư cho phía Canada xác minh thông tin liên quan đến việc thành lập hoạt động của công ty HIT 2000 Canada. Như vậy, thời gian qua các thuốc giả này được lưu hành tại bệnh viện và thị trường thuốc chữa bệnh kéo dài cả năm, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và túi tiền của người bệnh cũng như nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Và câu hỏi đặt ra là có lợi ích nhóm hay không ở trong này. Lĩnh vực trang thiết bị y tế là lĩnh vực rất nóng của ngành y tế, nhưng thời gian qua lại có nhiều lùm xùm xảy ra, đặc biệt là về thách thức quản lý giá. Vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng lên, việc mua sắm máy xét nghiệm RT-PCR và các sinh phẩm phục vụ xét nghiệm tăng theo. Nhiều địa phương không thể mua sắm đúng giá. Một trong những nguyên nhân là do Bộ Y tế không có biện pháp công khai giá trong trang thiết bị nhập khẩu và trúng thầu trước đó. Kết quả của việc mua sắm tù mù là nhiều tỉnh thành mua máy xét nghiệm RT-PCR với giá từ 5 đến 8 tỷ đồng, trong khi bình thường máy xét nghiệm tương tự chỉ có giá xấp xỉ khoảng 2 tỷ đồng. Cuối năm 2020, Bộ Y tế đã mở cổng công khai giá, trong đó có giá trang thiết bị, nhưng cách làm vẫn hết sức trời ơi khi cho doanh nghiệp tự công bố giá mà không có cơ chế để kiểm tra, xác minh, quản lý. Đây là hình ảnh Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội và các bị can tham gia trục lợi nâng khống giá mua máy xét nghiệm COVID-19. Có tình trạng doanh nghiệp niêm yết giá cao, các bệnh viện mua theo giá niêm yết này và tốn rất nhiều tiền. Chẳng hạn những loại máy thở công khai giá trên trang chính thức của Bộ Y tế là hơn 900 triệu đồng, nhưng trong những ngày dịch nóng bỏng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, giá bán chỉ 425 triệu đồng. Tương tự, mới đây, giá nhiều loại xét nghiệm nhanh cũng công bố ở mức cao, khiến địa phương bối rối khi lựa chọn mua sắm phòng chống dịch. Dư luận người dân lo ngại và đặt vấn đề liệu có chuyện lợi ích nhóm trong ngành y tế hay không khi đã có nhiều cán bộ y tế, lãnh đạo bệnh viện bị khởi tố, bị kỷ luật liên quan đến các vụ đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Điển hình là vụ ba lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai bị khai trừ ra khỏi đảng.
trong đó nguyên giám đốc và nguyên phó giám đốc bệnh viện đang bị bắt giam do liên quan đến vụ nâng khống giá robot mổ nội soi đầu tư diện xã hội hóa ở bệnh viện này. Cũng mới đây nhất, giám đốc đương nhiệm của bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Quang Tuấn hiện đã bị đình chỉ công tác và bị khởi tố thì liên quan đến vụ mua sắm đấu thầu của bệnh viện Tim Hà Nội, nơi ông là giám đốc từ năm 2012 cho đến 2020. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Liên quan đến đề nghị kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, thông báo trên trang điện tử, Ủy ban Kiểm tra Trung ương viết rằng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và nhiều đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế, chính sách trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh, liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, vân vân. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước, thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng lớn đến chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành y tế. Phản ứng trên các trang mạng xã hội, bạn Phan Trắc thì viết trên trang Facebook của tiếng Việt BBC News rằng ngành y tế Việt Nam đã có vấn đề từ bao lâu nay rồi, song khổ nỗi nhóm lợi ích cứ bao che cho nhau đều bảo vệ quyền lợi cá nhân mà xem thường quyền lợi và sinh mạng của người dân. Bạn Minh Thăng thì trao rằng nghĩ mà sợ, từ Bộ Y tế đến giáo sư, bác sĩ quá nặng đồng tiền, mất hết bản chất và giá trị lương tâm để cho nhiều bệnh nhân nghèo khổ, dồn người nghèo, người bệnh đến mức đường cùng của bệnh tật, đói rách, bán hết đồ đạc, nhà cửa chỉ vì những kẻ tham lam, bán hết lương tâm. Bán thuốc giả, giết hàng ngàn người bệnh, còn lừa đảo, khánh kiệt quệ gia đình bệnh nhân, tội nặng gấp ngàn lần, thằng giết người, cướp của. Vậy xử như thế nào đây? Câu hỏi được đặt ra. Bạn Lê Hồng Trường thì đưa ra kết luận. Tội nặng nhất phải là kẻ đứng đầu, vì chính kẻ đó đã thao túng và đạo diễn cả một ekip lãnh đạo tham nhũng theo vây cánh trong ngành y tế. Đây là hình ảnh mạng xã hội mới đây nổi giận khi bộ giá xét nghiệm nhanh trong siêu thị tại Đức niêm yết giá chỉ có 0,95 euro, tức là tương đương với 27.000 đồng. Trong khi đó, giá mà Bộ Y tế duyệt chi tới 235.000 đồng, tức là gần gấp 10 lần. Công ty Việt Nam Pharma được thành lập từ tháng 10 năm 2011, bị Tòa án Việt Nam qua các cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm kết luận là đã buôn bán hàng giả. Cơ quan điều tra Việt Nam xác định từ năm 2012, Việt Nam Pharma đã làm giả hồ sơ tài liệu về nguồn gốc xuất xứ của một số loại thuốc chữa bệnh, trong đó có thuốc ghi nhãn H. Cavita 500mg chữa ung thư và nhà sản xuất là Helix Canada và 4 loại thuốc mang nhãn mác như hết 2.000 Canada giả. Một số loại thuốc này sau đó đã được Cục Quản lý Dược cấp phép lưu hành và đã được đưa vào sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện trên cả nước. Trước khi ông Trương Quốc Cường bị khởi tố, đã có một số cựu quan chức của Cục Quản lý Dược đã bị khởi tố với các tội danh như thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tòa án phúc thẩm tháng 5 năm 2020 đã tuyên cựu Chủ tịch Việt Nam Pharma Nguyễn Minh Hùng bị cho là chủ mưu án tù 17 năm. Cựu giám đốc Công ty Thương mại và Hàng hải Quốc tế Võ Mạnh Cường bị cáo buộc cho là đồng chủ mưu, lĩnh án 20 năm tù. Và xã hội Việt Nam cứ thế rối ren không ngừng.